chí hơn là cái tay tán đấy. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta lại tiếp tục trở lại vườn của chú Phùng Nục ở Sơn Tây. Và đây chú đang nói chuyện là đây là một cái tác phẩm mà chú cũng đang rất là thích. Đây là tùng gì chú nhỉ? Vâng, cái chính là tùng này đấy, tùng khối đúng không ạ? Vâng. Đấy. Là đang được đặt trong một cái chậu rất là hay. Có một cụ đang ngồi đọc sách, một tiên sinh đang ngồi đọc sách. Đấy, cái mặt này đẹp. Mặt này, vâng. Đây đây là một cây tùng đã hoàn thiện rồi quý vị nhé. Cái chiều cao chắc khoảng được 40. Từ mặt chậu lên khoảng 40-45. Phẩm gọi là 30 đi. Không, nó phải 45. 45, vâng. Đấy, một cây rất 30. Đẹp. Cây này chú giao lưu nào chú? Cây này chú đoán là ra 2 triệu. 2 triệu, vâng. 2 triệu có cây chơi sướng thế. Vâng, vì cây này tuy thế nhưng mà cũng lâu hết đấy. Dạ. Nhỏ này nhưng mà làm được những cái bộ tay mà nó thu lại này lâu lắm. Cháu thấy chú đặt cái này trong chậu này lâu rồi đúng không chú? Ừ, đúng rồi, dạ. Lâu hết đấy. Vâng. Anh nào mà chơi tùng thì mới biết là nó lâu năm lắm mới làm được cái bộ tay này. Dạ. Vâng, chú ơi, chú cháu mình đến với lại cây xanh. Vâng. Đây là một cây xanh rất là nghệ thuật của chú. Hình như chú cũng làm được gần năm cái này, gần năm chú nhỉ? Huyền đấy. Chú sở hữu chắc năm được nhỉ? Chú mấy năm mà chú mua lại của, vâng, của một nghệ nhân của một vườn khác nhưng mà nó cũng già sẵn rồi. Cái phần cái tay tán thì chú làm lại cái tay tán thôi. Vâng, cái phần tiểu cảnh này chú làm đúng không? Tay tán này thì mới làm được lại 2 năm này. Không, cái tiểu cảnh đấy. Vâng, tiểu cảnh thì chú làm lại. Vâng, đây. Còn cái tay tán thì chú cũng đang xây dựng nhưng mà lại. Cơ bản là nó ấm rồi đấy. Vâng. Cốt thì nó thì già thế nhưng mà cái tay này là trước là nó chưa được ấy lắm thôi. Ừ. Mới làm lại thì nó bật mới bật được 2 năm nay. Vâng. Mới làm lại cái bộ tay mới. Đây khoảng 1-2 năm nữa thì cắt thu lại thì cái này là to cái thì là cắt. Cái này anh em cháu muốn giao lưu thì giao lưu nào chú? Cây này mình giao lưu cái giá 20 triệu. 20 triệu, vâng. Một tác phẩm xanh. Vâng, vâng. Quay gần lại thì biết là cái bộ gốc này của, vâng, của nó, cái độ già của nó. Nó cũng là lâu năm mới được thế. Xanh ôm đá như này là lâu năm lắm rồi. Vâng. Thân pháp đẹp, đường chạy đẹp, vâng. Có một cái cành hoành, không gọi là hoành hay huyền được. Trực huyền. Vâng, trực huyền. Còn cái cốt này là chú mới ấy à? Chú? Cái cốt này mới lấy. Ừ. Cốt này là chất lá gì đấy chú nhỉ? Xanh quê. Quê. Vâng, xanh quê. Nó ôm đá sẵn này chú, vâng, nhỉ? Cái này chú lấy cách đây mấy tháng thì chú xử lý cái bộ rễ cho nó khỏe. Nên vâng, có động tí thuốc để cho nó xử lý thì nó lán hơi bộ ấy. Song thụ. Vâng. Còn sau khi cắt nhiều lần thì nó cũng đẹp mà. Đây nó lá sau này lại đẹp. Cái cốt này thì giao lưu nào chứ? Cốt này thì giao lưu 4 triệu. Vâng. Vâng. Lá bóng đẹp lắm. Cây này là các cụ hồi xưa là làm theo kiểu lối cổ. Vâng. Các cụ là ví dụ cái thân này chẳng hạn. Những cái cây này cái này là cùng một thân đấy, không phải hai cây đâu. À, bên này nó liền với cái cốt của bên này. Đây cái liền. Cái này là cái thân này nó chạy, vâng, vòng đây nó liền. Vâng. Như, à. Đấy. Thì các cụ ngày xưa cứ uốn cong cong như con rồng mà. Vâng. Đấy. Cái này nguyên bản là các cụ ngày xưa làm là cũng lâu năm nó mới được rêu mốc cái này. Dạ. Thế có mỗi cái ngọn này nó dài quá thì mình phải cắt lại. Vâng. Cắt bảo mấy cái tay này nó chọc vào đây thì mình cắt lại. Thế còn với nguyên bản. Đẹp với chú ạ. Mình cố gắng làm cái tay này. Đấy, tay này là nó đẹp ở cái tay này nó bay. Đây còn cái phần tay tán theo dựng lại. Còn cái cốt của nó thì cơ bản. Cốt cơ bản là vâng. Già. Vâng. Phải nói cây này già lắm rồi chú. Già mà. Già. Có địa y. Địa y nó lại nó trắng xong nó lại chuyển sang xanh này. Vâng. Đấy. Nó trắng nó lại chuyển sang xanh. Đấy, trắng này xong là chuyển sang xanh.
không biết được nó là bao nhiêu năm. Nó phải cây gốc này là nếu mà tính đang tính là nó phải cách đây 30 năm là ít. Đúng rồi. Đấy. Đấy 30 năm. Chú, và cái thời đấy là các cụ là chú để cây này già này, cây này già. Vâng. Đây chúng ta tiếp tục đến một cái cốt xanh. Cây này là cây rất là già nhưng mà cái này là mình khi mình lấy về là mình còn thay đổi ý tưởng mình cắt. Cắt thì xong rồi nó ấm lên thì mình mới lại kéo một cái tay xuống làm tay buông. Vâng. Đấy, tay buông này. Đấy. Thì là nó sẽ thành cây văn nhân. Nhưng mà mình chưa làm thì nó khi lá nó già cái mới nó ấm ra thì là ta bẻ tiếp xuống. Cái phần đá này là chú mới thêm vào đúng không? Ừ, chú mới thêm vào. Này già không quý vị này. Ừ. Cây này già lắm rồi nhá. Già mà. Nó ôm cục đá ong. Vâng. Các cụ ấy xưa trồng là ôm cục đá ong. Đá ong vùng xứ Đoài mới có. Già không? Già này. Già trắng không? À. Vâng. Già cái... này già này không kém gì cái tuổi già của cây của ông Thùy Dương Tử. Rồi rồi rồi. Đúng rồi đúng. Già trắng. Cái này mà xong đưa một cành buông xuống. Cái ngọn là cũng rất là đẹp với chú nhá. Cành buông xuống này nhá. Thế này nhá, chạy đây ra. Thì thành vâng. Tay buông xuống là văn nhân rất đẹp. Vâng. Cái ngọn của nó chú sửa cũng đẹp đấy. Ừ, chú cắt để chú làm lại cái thế mà. Cái trước vâng. Là nó mọc tùm lum trông như là một cái tán ô. À đấy. Chú thấy cái cốt này nó già và nó quý thì chú mới mua về để chú làm tiếp. Cái này chú giao lưu. Có, giao lưu. Giao lưu bao nhiêu chú? Thì chú giao lưu cái giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đẹp chú ạ. Chúng ta đến với lại cây tùng trên này đi chú. Vâng. Cây tùng này gốc của nó phải 20 phân đường kính nhá. Vâng. Cho có cái là nó tự nhiên thôi. Nó tự nhiên. Cây nó tự nhiên thì nó chưa vào. Nhưng cây này được cái quý là nó dáng của chú dáng trực. Vâng. Tùng chơi trực hay. Vâng. Cái này chơi cứ sân vườn Nhật mà đưa vào. Cái này giao lý nào? Đổi trước cũng hết được. Hết ý. Cái này chú bán 10 triệu. Vâng. Cây tùng. Tùng này là chất tùng gì chú? Nó tùng là Hán ạ. Không, tùng nó là của Bắc hay là của Bắc á? Vâng, là Hán Bắc. Tùng này là cái chú toàn là cây của Bắc ấy. Dòng thân vỡ này đúng. Vâng, thân vỡ là dòng tùng Bắc. Tùng Bắc. Tùng Bắc thân vỡ lá nhỏ đẹp. Vâng, lá nhỏ. Đây chú nục còn rất nhiều tùng nữa, chúng ta sẽ tùng là Hán nó có mấy loại lá. Thì cái loại lá kia của nó mới là loại lá nhỏ. Lá kia. Vâng. Nhỏ nhất. Trong các loại là tùng của Bắc và là Hán. Đây cũng là một cây tùng của chú này. Cây tùng này đang cao khoảng 55 phân. Cái này thì nó chưa đẹp. Vâng. Cái này chú giao lưu nào chú? Này, cái này thì nó cũng rẻ rồi. Vâng. 3 triệu rồi. Dạ. Vâng. Đây, một cây tùng. Đây là cây hoàn thiện này chú, đúng chú? Cái này cũng tương đối hoàn thiện. Vâng. Điểm tay thì đủ hết rồi nhưng mà cái bông tay nó chưa dày đâu. Vâng. Nhưng điểm tay là đủ hết rồi. Đây em quay cái khung của nó là cơ bản. Đấy. Đấy, chú bán một cây như thế này là chú bán được 10 triệu này. Vâng. Thế còn cây này thì là đây, chú cũng phải bán cái giá đấy. Vì tầm này thì làm nó thì hành cây rất nhanh. Đúng rồi. Vì nuôi cái điểm cành nó mới là lâu. Nên là những cái cành của chú có vẽ ra có xương hết cả đấy. Đấy. Có cái độ đường rách rắc. Chứ nó không kiểu thằng tuột ra như là kiểu như là một cái mê nữa đấy. Cây này là có cả tử treo. Đúng rồi, có tử. Có tử. Cái, vẫn là cây dáng trực quý vị ạ. Dáng trực. Đây chúng ta sang đến luôn này. Tác phẩm này khả năng đẹp hơn. Vâng. Cái tác phẩm này của chú khả năng là nó cái này nó có đặc biệt là cái chất lá của nó. Vâng. Coi là trong mấy cây vừa rồi quay cái chất lá này nó thay đổi khác hẳn. Lá nó nhỏ, bé tí. Đây người ta nó là một loại lá nhỏ, cũng là lá Hán nhưng mà dòng nó nhỏ nhất trong cái loại lá Hán của Bắc. Tùng này là tùng Bắc. Vâng. Thân luôn luôn vỡ này. Nhưng mà loại này là dòng lá nhỏ. Đấy, kéo quay mà để phân biệt nhé. Cây bên kia này lá lại khác, cây bên này lá lại khác. Mà cũng già bằng nhau đấy. Đấy. Lá này bé tí.
Nhưng cây này của chú là nó hoàn hoàn thiện hơn đấy nhỉ? hoàn thiện hơn mà nó mình làm nó cái kỹ hơn ở chỗ là mình không làm theo kiểu tán cổ mà làm theo kiểu Bonsai. tán tán buông Vâng. đấy. Ví dụ tay thứ hai là buông có tay rơi xuống là nhìn là có cái bóng dáng của tùng nó đẹp hơn. Đây bây giờ chưa hoàn thiện lắm, nhưng nếu sau này hoàn thiện thì cây này rất đẹp. Cây này thì nó còn cái phần ngọn nó còn chưa ấm cúng đâu, còn chưa chưa ấy, nó còn Cái phần này, hai tay bốn tay hai tay ba tay bốn là đủ hết rồi. chú giao lưu nào chú? Đây, chú giao lưu 15 triệu. 15 triệu. Vâng. 15 triệu quý vị nhé. Vâng. Cái vườn của chú Tùng, à chú Phùng Nục còn rất nhiều cây đẹp nữa. Cây nhiều cây xin truyền tải tới quý vị và các bạn ở các cái video tiếp theo. Vì nếu mà vườn của chú Nục mà quay hết thì chắc cũng phải một vài tiếng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đấy, Cháu có chào chú ạ. đấy cái mặt bên này đẹp Vâng. đấy. Đấy, vẫn đẹp. Đấy, mặt kia cũng đẹp đấy, mặt bên nào đẹp. Vâng. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng, cảm ơn Xin cho nhiều cảm ơn cây. quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Vâng.